Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Mời mọi người cùng nghe tiếp truyện Võ Thần Chúa Tể tập 516. Tần Trần lười nhắc lời thừa, lần thứ hai thôi động phiên thiên ấn đập vào tới. Vật này đến là cái gì chân bảo? Cổ Thương Võ Hoàng ánh mắt kinh sợ, ánh mắt thận trọng, nhưng tương tự cũng có sắc mặt vui mừng, vẻ ghen ghét. Tần Trần trên thân bảo vật quá nhiều, này đại ấn tuyệt đối lại là một món bảo vật, hơn nữa, ít nhất là hoàng cấp đỉnh cấp chân bảo, nếu không có khả năng làm hắn canh kim thuẫn bị thương. Liền hắn đều không có bảo vật, một cái nho nhỏ sơ kỳ võ hoàng, hơn nữa còn là đến từ hạ tứ vực võ hoàng lại có, để cho hắn cái này hiên viên đế quốc cường giả đều cũng có chút tâm lý khó có thể cân bằng. Thế nhưng không có vấn đề gì, chỉ cần đem Tần Trần bắt, tự nhiên có thể có được hắn mong muốn bí mật, mà bảo binh cùng chân bảo tự nhiên càng là thuận tay có thể được. Ha ha ha, ngươi cố ý dẫn bổn hoàng tới đây, chỉ sợ là cảm thấy còn có bài, có thể đem bổn hoàng chém giết ở đây chứ. Buồn cười, bổn hoàng ngang dọc vũ vực nhiều năm như vậy, há là ngươi một cái nho nhỏ dân đen có thể đối phó. Cổ Thương Võ Hoàng xuất thủ, bàn tay màu vàng ống như là núi lớn. Tần Trần không đáp, một kiếm chém ra, kiếm khí lăng tiêu. Công kim sắc tấm thuẫn ngăn ở phía trước, chỉ bất quá lần này, phía trên lại một đạo vết kiếm. Tần Trần lơ đỉnh, tiếp tục xuất thủ. Lần này, hắn thi triển ra cực đạo sát kiếm, kinh khủng kiếm khí ngang dọc thiên địa, giống như ngày tận thế tới. Phốc phốc phốc. Vô số kiếm khí như bão tố một dạng đem Cổ Thương Võ Hoàng triệt để bao vây. Chút tài mọn. Cổ Thương Võ Hoàng gào thét, oanh, trên người hắn chân nguyên đang thiêu đốt, kim sắc khí tức đại thịnh, đem Tần Trần kiếm khí tất cả đều mẫn diệt ra. Đột nhiên, trên người hắn bạo khởi mấy đạo huyết hoa, có kiếm quang ở trên người hắn lưu lại vết thương, thiếu chút nữa đem hắn thân thể chặt đứt. Hắn kinh hãi, năm đạo kiếm quang ở trên người hắn chợt lóe lên, này vậy mà không phải kiếm khí, mà là thực thể. Vù vù. Năm khỏa kiếm hoàng hiện lên ở Tần Trần phía trước, ban nãy xen lẫn trong đầy trời kiếm khí bên trong. Đáng ghét. Cổ Thương Võ Hoàng tức đến run, hoàn hảo hắn phản ứng kịp thời, bằng không ban nãy một cái, hắn liền phải bị thua thiệt. Giết! Hắn gầm lên, lần thứ hai đánh tới. Từng đạo ánh sáng đỏ ngòm tại hắn bên ngoài thân thể hiện lên, tạo thành từng đạo quỷ dị phù văn, hắn chiến lực lại một cái chớp mắt, tăng lên không chỉ gấp đôi. Hắn là động tức giận, muốn trảm sát Tần Trần. Hả? Huyết phù chuyển thân quyết. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, cắn răng lên tiếng, ánh mắt đột nhiên biến phải không gì sánh được băng lãnh. Pháp quyết này chính là lợi dụng bản thân tinh huyết, tạo thành phù văn lực, trong vòng thời gian ngắn đề thăng võ giả tu vi. So sánh một ít kích phát tiềm năng công pháp ma đạo cùng đan dược, pháp quyết này chỗ tốt chính là, thi triển sau, sẽ rất ít có tác dụng phụ, không có đối thực lực bản thân tạo thành tổn thương, chỉ sẽ có chốc lát suy yếu mà thôi. Mà pháp quyết này, đúng là Tần Trần năm đó sáng chế, truyền cho Phong Thiếu Vũ, không nghĩ tới, này Cổ Thương Võ Hoàng cũng sẽ pháp quyết này, nội tâm tức giận, có thể nghĩ. Tiểu tử, coi như ngươi có một ít ánh mắt, công pháp này, thật là huyết phù chuyển thân quyết, chính là ta hiên viên đế quốc trấn quốc bí thuật, bổn hoàng cũng là tiêu hao lớn tinh lực, mới lấy được nghiên tập cơ hội, hôm nay, ngươi liền cho ta để mạng lại. Hắn gào thét, cường thế đánh tới, ngập trời huyết khí cùng kim quang kết hợp với nhau, hóa thành như đại dương mênh mông biển máu. Thật sao? Trấn quốc bí thuật, buồn cười. Tần Trần ánh mắt bộc phát u lãnh, thần bí kiếm gỉ bị thôi động đến mức tận cùng, oanh, lôi quang bạo phát, kèm theo kinh khủng lôi đình chi lực, trong nháy mắt tại Cổ Thương Võ Hoàng trên thân điểm ra hàng chục hàng trăm lần. Phốc phốc phốc. Kiếm quang rơi vào Cổ Thương Võ Hoàng trên thân, Cổ Thương Võ Hoàng lại lơ đễnh, ngược lại băng lãnh cười to, vô dụng, huyết phù chuyển thân quyết một khi vận chuyển, chẳng những sức mạnh công kích có thể tăng lên gấp đôi trở lên, lực phòng ngự đề thăng, vượt xa sức công kích, trừ phi ngươi có thể phá vỡ tinh này huyết phù văn. Bằng không, ngươi căn bản liền bổn hoàng phòng ngự đều không cách nào phá vỡ. Tần Trần nhưng chỉ là khóe miệng vẻ bề ngoài nở nụ cười trào phúng, mắt thấy Cổ Thương Võ Hoàng biển máu công kích sắp hạ xuống, đột nhiên, trên người hắn huyết phù kịch liệt đung đưa. Rầm rầm rầm. Từng viên huyết phù lại không kìm lòng nổi nổ bể ra đến, Cổ Thương Võ Hoàng trên thân khí tức liên tục suy nhược, thời gian nháy con mắt, đầy trời biển máu biến mất, trên người hắn khí tức lại thoáng cái rơi vào ngay từ đầu trạng thái, thậm chí còn muốn thấp hơn. Phốc phốc phốc. Kiếm khí quanh quẩn vào trong cơ thể hắn, Cổ Thương Võ Hoàng dưới tức giận,
trực tiếp phun ra tiên huyết, bay rớt ra ngoài. Làm sao lại như vậy? Hắn kinh sợ, khó có thể tin, bản thân huyết phù chuyển thân quyết lại bị phá. Đây chính là hắn Hiên Viên Đế Quốc trấn quốc bí thuật a, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị phá vỡ? Đừng nói là này một cái hạ tứ vực tiểu tử, cho dù là vũ vực trong đỉnh cấp võ đế, cũng tuyệt đối không thể phá vỡ hắn Hiên Viên Đế Quốc trấn quốc bí thuật. Một cái không rõ, hắn thậm chí cho là mình là ở nằm mơ. Phiên Thiên Ấn. Tần Trần cũng không để ý Cổ Thương Võ Hoàng như thế nào khiếp sợ, thi triển mình làm năm truyền thụ cho Phong Thiếu Vũ bí thuật đi đối phó bản thân. Buồn cười, chỉ cần mình nguyện ý, thuận tay là có thể phá vỡ này cái gọi là trấn quốc bí thuật. Thật lớn hắc ấn nện xuống tới. Cổ Thương Võ Hoàng vội vàng ngăn cản, hắn bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn máu, nhưng Phiên Thiên Ấn đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, hắn lui lại, muốn lại lần nữa tìm cơ hội, cũng không chờ hắn thở dốc qua đây, vù vù, một cái chiếc đỉnh lớn màu đen xuất hiện ở trên hư không, tản mát ra so Phiên Thiên Ấn càng đáng sợ hơn khí tức, hướng hắn trấn áp qua đây. Này vậy là cái gì bảo vật? Cổ Thương Võ Hoàng đều nhanh điên, một cái hạ tứ vực tiểu tử, trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật? Ngăn trở. Hắn gào thét, trên người có vô tận chói mắt đang nở rộ, đông một tiếng, đỉnh này hạ xuống, hắn điên cuồng ho ra máu, trên thân da thịt vỡ ra, vô cùng thê thảm. Một cổ cơ hồ không cách nào chống đỡ lực lượng kinh khủng truyền lại tới làm hắn chống đỡ không được. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là gian nan ngăn cản. Trong tay xuất hiện đan dược, hắn vội vàng sẽ dùng mà xuống, muốn tìm cơ hội, nhưng này lúc, vù vù, chiếc đỉnh lớn kia trong, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, vung vẩy bạch sắc trường tiên hướng hắn bao vây mà tới. Cổ Thương Võ Hoàng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tức khắc bị màu trắng kia cốt tiên cho bao vây lại. Cổ Thương Võ Hoàng kinh hãi, tận lực giãy giụa, có bóng người màu đen sức mạnh, không gì sánh kịp, mảy may không kém hắn, ít nhất cũng là một tên bát giai hậu kỳ võ hoàng cường giả. Trong lòng đại hàng, ở đó bên trong chiếc đỉnh lớn, làm sao sẽ ẩn giấu có một cao thủ như vậy, cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Ngươi đến là ai? Cổ Thương Võ Hoàng kinh sợ quát lên, một lòng trong nháy mắt trầm xuống. Kiệt kiệt kiệt, bản tọa là ai, ngươi cũng không cần phải biết, nói không chừng sau đó không lâu, chúng ta còn có thể trở thành đồng bọn đây. Hô Lâu Đà chủ cười quái dị nói. Đồng bọn, cái gì đồng bọn? Cổ Thương Võ Hoàng chưa từng nghe qua như vậy âm lãnh thanh âm, trong lòng không hiểu sợ hãi, cả người lông tơ dựng thẳng lên. Hô Lâu Đà chủ, đừng lãng phí thời gian. Một bên, truyền đến Tần Trần quát lạnh tiếng. Tuân mệnh, chủ nhân, kiệt kiệt kiệt. Hô Lâu Đà chủ cười to. Vù vù. Hô Lâu Đà chủ trên thân linh hồn khí tức, đột nhiên sóng gió nổi lên, trong nháy mắt khí tức đại thịnh. Một cổ tà ác sợ hãi linh hồn trùng kích, trong nháy mắt lan tràn ra. Linh hồn tịch diệt. Hắn song đồng chỗ u lãnh hỏa diễm, vô tự nhảy lên, vô hình linh hồn khí tức phản phất nước gợn sóng nhộn nhạo lên. Làm linh hồn khí tức tràn ngập ra trong nháy mắt, Cổ Thương Võ Hoàng tâm hồn không hiểu phát lạnh, nội tâm rung, chỉ cảm thấy một cổ khí tức tử vong bao phủ ở hắn. Không được. Lúc này nhìn hắn không được khiếp sợ tại Khô Lâu Đà chủ theo như lời chủ nhân gây hai chữ, điên cuồng thôi động trong thân thể võ đế ý chí. Vù vù. Một cổ khí tức kinh khủng từ trên người hắn lan tràn ra, đây là trong thân thể hắn võ đế ý chí tại phát động. Thế nhưng, nơi này là dị ma đại lục, Thiên Vũ đại lục võ đế ý chí đi tới nơi này, quy lực giảm bớt nhiều, Thiên Vũ đại lục quy tắc cùng dị ma đại lục quy tắc, tuy lớn bộ phận tương tự, nhưng bản chất lại có khác biệt, võ đế ý chí ở chỗ này quy lực, trước đó chưa từng có hạ thấp. Kiệt kiệt kiệt, tại địa phương khác cứ việc kiêu ngạo, nhưng ở này dị ma đại lục, chính là võ đế ý chí, cũng dám ở diện trước bổn tọa kiêu ngạo. Khô Lâu Đà chủ nhe răng cười, đây chính là hắn sân nhà, nếu là ở cổ ngu giới, hắn có lẽ còn có chút đáng sợ võ đế ý chí, nhưng hôm nay là ở dị ma đại lục, lại, hắn thực lực đã khôi phục lại bát giai hậu kỳ, thậm chí vượt bát giai hậu kỳ đỉnh phong xuất phát, sao lại đáng sợ chính là võ đế ý chí. Trên người nó bộc phát ra một cổ ngập trời ma khí, trong nháy mắt bọc lại cái này võ đế ý chí, không chỉ là tại đánh tan võ đế ý chí, thậm chí còn tại thôn phệ này của võ đế ý chí trong lực lượng. Là ai? Võ đế ý chí bộc phát ra kinh sợ thanh âm, cái này cổ ma khí. Chẳng lẽ là dị ma? Võ đế ý chí xuất hiện sóng ý thức chưa hạ xuống,
lại đã triệt để mẫn diệt, bị Khô Lâu Đà chủ triệt để thôn phệ. Vù vù. Có thể cảm thụ được, Khô Lâu Đà chủ trên thân khí thế đột nhiên lấy được đề thăng, một loại mạc danh khí tức tại trên người nó quanh quẩn, lại mang theo nhẹ nhẹ võ đế uy nghiêm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một chút yếu ớt uy nghiêm mà thôi, cũng không phải là chân chính võ đế lực, nhưng dù cho như thế, cũng đầy đủ đáng sợ. Ngô, mặc dù không từng có lúc trước cái gì kia cổ ưng trưởng lão tinh huyết như vậy làm dịu, nhưng dù sao cũng là võ đế ý chí, kiệt kiệt kiệt, đối với bản tọa linh hồn chi lực, lại có đặc thù công hiệu. Khô Lâu Đà chủ nhe răng cười. Cổ ưng trưởng lão, ngươi nói là cổ phương giáo cổ ưng trưởng lão. Cổ Thương Võ Hoàng kinh sợ, nội tâm xuất hiện trước đó chưa từng có sợ hãi. Khô Lâu Đà chủ lời mặc dù lời mở đầu không đáp sau nói, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm nhận ra Khô Lâu Đà chủ theo như lời ý tứ, lúc trước người này, vậy mà thôn phệ cổ phương giáo cổ ưng trưởng lão. Giờ khắc này, nội tâm hắn xuất hiện trước đó chưa từng có sợ hãi, hai người này đến là ai? Trên người hắn hiện lên một đạo không gian quang mang, hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết cùng chân nguyên, muốn rời khỏi nơi đây. Hừ, đến bây giờ còn không thành thật. Khô Lâu Đà chủ vung vẫy cốt tiên, đồng thời vù vù một tiếng, bốn phía hiện ra vô số trận ánh sáng, triệt để phong tỏa bên trong khu vực này không gian lực lượng, rõ là tầng trần trong bí mật bày đại trận, căn bản không cho Cổ Thương Võ Hoàng mảy may thoát đi cơ hội. Không được. Cổ Thương Võ Hoàng nội tâm sợ hãi, linh hồn kịch liệt ba động. Liền lúc này, nguyên bản ở một bên nhìn kỹ tầng trần trong tròng mắt bỗng dưng nổ bắn ra quang mang, mãnh liệt. Phá cấm chi nhãn. Lực lượng vô hình nhập vào Cổ Thương Võ Hoàng đầu, Cổ Thương Võ Hoàng hai mắt trong nháy mắt mê mang. Đồng thời, một cổ kinh khủng linh hồn chi lực bị tầng trần thôi động xông vào Cổ Thương Võ Hoàng trong đầu. Hắn đây là muốn thi triển diệt hồn ấn, đem Cổ Thương Võ Hoàng triệt để nô dịch. Ầm ầm. Cổ Thương Võ Hoàng so với lúc trước La Mộng khinh cướp đoạt, từng đạo linh hồn chi lực tiến nhập Cổ Thương Võ Hoàng trong đầu sau, lập tức lọc vào thật lớn phản kháng. Nhưng vô dụng, tại linh hồn tịch diệt cùng phá cấm chi nhãn song trọng chấn nhiếp, Cổ Thương Võ Hoàng linh hồn vốn là sa vào trong hỗn độn, lại thêm hắn lúc trước dưới khiếp sợ, tâm thần thất lạc, lực lượng đề kháng lần thứ hai hạ xuống ba thành. Từng đạo phức tạp linh hồn cấm chế, chậm rãi điêu khắc ở Cổ Thương Võ Hoàng trong đầu, tạo thành một đạo diệt hồn ấn, vững vàng khống chế được Cổ Thương Võ Hoàng linh hồn. Bất quá, bởi vì La Mộng khinh sự kiện sau, Tần Trần cũng biết những dị ma đó tộc nhân có khả năng xem thấu diệt hồn ấn, thi triển xong diệt hồn ấn sau, Tần Trần cũng không ngừng tay, mà là tiếp tục thôi động linh hồn chi lực, tại trong đầu hắn bố trí từng đạo cấm chế. Đến sau cùng, Cổ Thương Võ Hoàng trong đầu diệt hồn ấn bên ngoài, hiện lên từng đạo linh hồn sương mù, đủ để che đậy bên ngoài cảm nhận. Chỉ có thể làm đến nhiều như vậy. Tần Trần chỉ cảm thấy đầu một trận ảm đạm, vội vàng thu hồi linh hồn lực, hắn lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại, như là trải qua một hồi đại chiến sinh tử một dạng, thậm chí so với trước kia cùng Cổ Thương Võ Hoàng chân chính giao thủ, còn muốn đến uể oải, cực lực. Đây cũng là không có cách nào sự tình, Cổ Thương Võ Hoàng dù sao cũng là bát giai hậu kỳ võ hoàng, lấy Tần Trần hiện tại tu vi, muốn tại trong đầu hắn hạ xuống diệt hồn ấn, lại ẩn nấp lên, đối Tần Trần mà nói, cũng là một hồi không gì sánh được thật lớn công trình. Di, chủ nhân, trong đầu của người nọ diệt hồn ấn, cư nhiên ẩn núp. Khô Lâu Đà chủ khiếp sợ nhìn Tần Trần, nếu như không phải đã sớm biết được, hắn muốn xem ra Cổ Thương Võ Hoàng đã bị Tần Trần nô dịch, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Liếc nhìn lại, Cổ Thương Võ Hoàng trong đầu linh hồn hết sức lờ mờ. Nếu như bây giờ lại bị đám kia hắc y nhân chứng kiến, tuyệt đối không thể một cái liền bị nhìn ra mánh khóe. Chỉ là chủ nhân bất quá nhân tộc một thiếu niên, tại linh hồn phương diện tạo nghệ, sao đáng sợ như vậy? Thậm chí so với nó cái này dị ma tộc ma quân đều không kém chút nào. Tần Trần không trả lời, chỉ là thở phào. Dễ nhận thấy hắn cũng cảm thụ được Cổ Thương Võ Hoàng trong đầu linh hồn sương mù. Như vậy, mặc dù không có thể nói hết toàn để cho dị ma tộc nhân không thể nhận ra thấy, nhưng muốn liếc mắt liền nhìn ra đối phương đã bị nô dịch, dĩ nhiên không có khả năng. Bản thân cuối cùng lại khống chế một con cờ. Hơn nữa so sánh La Mộng Khinh, con cờ này dễ nhận thấy càng thêm hữu dụng. Chủ nhân. Cổ Thương Võ Hoàng cung kính đứng ở Tần Trần bên cạnh, thần thái khiêm tốn, ở trong mắt hắn, Tần Trần chính là chủ nhân hắn, trừ phi Tần Trần chủ động tán đi diệt hồn ấn, hoặc giả có người phá vỡ hắn diệt hồn ấn, bằng không, hắn đối Tần Trần trung thành, thề sống chết không thay đổi. Tần Trần không có trước tiên hỏi, mà là thu thập xong trận chiến, bắt đầu an dưỡng,
Lúc trước chiến đấu quá mức kịch liệt, hắn tiêu hao quá lớn, mà Cổ Thương Võ Hoàng cũng phải nhận trọng thương, cần chữa thương. Sau một nén nhang, Tần Trần lúc này mới mở mắt, trên thân khí tức đã khôi phục được thất thất bát bát, mà Cổ Thương Võ Hoàng thực lực cũng khôi phục hơn phân nửa, cũng không lo ngại. Sư. Đúng lúc này, một tiếng phá không âm thanh vang lên, cũng là U Thiên Tuyết chạy tới. Chen. Chứng kiến Cổ Thương Võ Hoàng, nàng kinh hãi, vội vàng phát ra lợi kiếm. Đại tẩu, đừng lo lắng, gia hỏa này đã qua chủ nhân cho nô dịch, từ nay về sau, hắn chính là chủ nhân dưới trướng một con chó, ngươi không cần sợ hãi. Khô Lâu Đà chủ cười hắc hắc lên, nói, mau gọi chủ mẫu. Chủ mẫu. Cổ Thương Võ Hoàng hướng về phía U Thiên Tuyết cung kính nói. U Thiên Tuyết há to mồm, nhìn phía trước đối với mình vô cùng cung kính, dịu ngoan Cổ Thương Võ Hoàng, mặt kinh ngạc cùng khiếp. Nô dịch. Nàng tuy biết Tần Trần thần kỳ, nhưng làm sao cũng không ngờ được, Tần Trần lại có thể nô dịch một cái bát giai hậu kỳ võ hoàng. Đây chính là bát giai hậu kỳ võ hoàng a, lại là hiên viên đế quốc đỉnh cấp võ hoàng, thực lực mạnh, đặt vào Bắc Thiên vực, vậy cơ hồ là quét ngang Bắc Thiên vực nhân vật, lại bị Tần Trần nô dịch. Đến tột cùng là làm thế nào đến? Nhưng, nàng cũng chỉ là khiếp sợ một chút mà thôi, càng lo xa nghĩ, cũng là đặt ở Tần Trần trên thân. Khẩn trương đi tới Tần Trần bên cạnh, nói, kệ Trần thiếu, ngươi không sao chứ? Nàng không ngừng nhìn Tần Trần, rất sợ Tần Trần thụ thương, thần sắc có chút khẩn trương. Tần Trần mỉm cười, nói, kệ ta có thể có chuyện gì, không có việc gì là tốt rồi. U Thiên Tuyết kích động, Tần Trần thực lực càng mạnh, nàng lại càng cao hứng, cũng càng vì hắn tự hào. Đúng, Cổ Thương Võ Hoàng, ngươi lúc trước theo như lời Huyễn Ma Tông Thánh Nữ, đến là có ý gì? Ở nơi này mà gặp qua Phong Lôi Đế Tử. Tần Trần lúc này mới nhớ hỏi Cổ Thương Võ Hoàng, đối Phong Thiếu Vũ con cháu, hắn tự nhiên hết sức chú ý. Chủ nhân, thuộc hạ chưa từng thấy qua đế tử, nhưng lúc trước nghe người khác nói gặp qua đế tử đại nhân. Đế tử đại nhân bởi vì nghe nói Huyễn Ma Tông Thánh Nữ hành tung, hiện nay đang ở truy tung Huyễn Ma Tông Thánh Nữ, còn cụ thể ở nơi nào, thuộc hạ phía trước cũng không rõ ràng, bất quá hẳn là thì ở phía trước nơi càng sâu. Cổ Thương Võ Hoàng cung kính nói. Huyễn Ma Tông Thánh Nữ, ngươi là nói Trần Tư Tư? U Thiên Tuyết ngẩn người một chút. Thuộc hạ cũng không biết Huyễn Ma Tông Thánh Nữ tên gì, chính là vị kia trước cùng chủ nhân cùng một chỗ Huyễn Ma Tông nữ tử. Cổ Thương Võ Hoàng nói. Đó chính là Trần Tư Tư. U Thiên Tuyết khí sắc tức khắc trầm xuống. Khô Lâu Đà chủ nheo mắt, mặt đều tái, hung hăng vỗ Cổ Thương Võ Hoàng đầu, cả giận nói, người mẹ, ngươi nói bậy cái gì gọi là cùng chủ nhân cùng một chỗ, đó là nhân gia phải muốn quấn quýt lấy chủ nhân biết sao? Chủ nhân căn bản không đem người nữ kia nhìn ở trong mắt, ngươi có biết nói chuyện hay không? Nội tâm tức giận mắng không thôi, này Cổ Thương Võ Hoàng cũng quá không biết nói chuyện, chẳng lẽ không biết nhân loại nữ nhất biết khen sao? Không thấy chủ mẫu khí sắc đều trầm xuống, quả thực không có, đầu óc a. Chủ mẫu, ngươi đừng nghe này Cổ Thương Võ Hoàng nói lung tung, chủ nhân ta còn khó hiểu sao, trong lòng hoàn toàn chỉ có ngươi một cái. Lúc trước vừa tới này dị ma đại lục thời điểm, chủ nhân lo lắng ngươi gặp phải nguy hiểm, đó là khắp thế giới tìm ngươi. Thật sao? U Thiên Tuyết mặt hơi đỏ lên, mặt vui vẻ. Ta vĩnh dạ coi như lừa gạt kẻ khác, cũng không dám lừa gạt chủ mẫu ngươi a. Ngươi là không biết, chủ nhân lúc trước nghe nói ngươi gặp phải nguy hiểm, đều nhanh cấp điên. Khô Lâu Đà chủ vuốt mông ngựa nói. Nguyên lai Trần Thiếu như thế quan tâm chính mình. U Thiên Tuyết nội tâm cảm động không thôi. Bất quá rất nhanh, nàng kịp phản ứng, vội vàng lại nói, "Ngài Trần Thiếu, chúng ta nhanh đi cứu Trần Tư Tư đi, vạn nhất Trần Tư Tư bị Phong Lôi Đế Tử tìm được, vậy nguy hiểm." Nói đến đây, U Thiên Tuyết trong con ngươi nổ bắn ra lãnh mang. "Ách, chủ mẫu, chẳng lẽ ngươi không tức giận sao?" Khô Lâu Đà chủ mặt kinh ngạc. Làm sao cái này trở thành chủ mẫu muốn đi cứu Huyễn Ma Tông Thánh Nữ? Tức giận, vì sao tức giận? U Thiên Tuyết sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng, "Ê, ngươi là nói Trần Tư Tư?" "Hừ, tuy là ta xem nàng cũng không vừa mắt, nhưng nàng dù sao cũng là thiên sinh mỹ thể, Trần Thiếu đã sớm tại Yêu Kiếm Tông định ra nữ nhân, cho dù là Trần Thiếu đối với nàng không có ý nghĩa, lại có thể để cho bị nam nhân làm bẩn." Phốc. Khô Lâu Đà chủ trực tiếp một hơi lão huyết phun ra, con ngươi trợn lên cùng thống lĩnh một dạng chuyện này. Còn mang như vậy phải không? Cảm tình hắn trước giải thích hoàn toàn đều là tại tự mình đa tình. Trần Thiếu,
chúng ta mau đi qua đi. U Thiên Tuyết nói. Tần Trần gật đầu, trong con ngươi có lãnh mang hiện lên. Hắn ngược lại không phải cố ý là đi cứu Trần Tư Tư, nhiều hơn xem, vẫn là đi giết Phong Lôi Đế Tử, con trai của Phong Thiếu Vũ, không chết, giải thích như thế nào hận. Đi thôi. Tần Trần vừa mới chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên thì làm như cảm ứng được cái gì, lập tức đối Cổ Thương Võ Hoàng nói, ở ngươi trước đi, đi tìm Phong Lôi Đế Tử, tìm được người sau, trước tiên cho ta biết. Vâng. Cổ Thương Võ Hoàng gật đầu, phạch một cái, biến mất ở Sơn Lâm. Vĩnh Dạ, ngươi cũng trở về Trấn Ma Đỉnh. Tần Trần giơ tay lên, Khô Lâu Đà Chủ lập tức trở về Trấn Ma Đỉnh trong, bị Tần Trần thu, mới vừa làm xong đây hết thảy, một vệt sáng lại xuất hiện tại Tần Trần trong tầm mắt. Lại là Chu Chỉ Vi. Bạch. Chu Chỉ Vi đi tới mấy người bên cạnh, cấp tốc hạ xuống, kinh ngạc nhìn bình yên vô sự Tần Trần cùng U Thiên Tuyết, xuống câu nói đầu tiên là, ở ngươi cư nhiên không có việc gì. Trong mắt nàng có vẻ nghi hoặc. Tần Trần mỉm cười, nói, ê thế nào, Chu cô nương hy vọng Tần mổ có chuyện, không phải. Chu Chỉ Vi vội vàng lắc đầu, biết mình nói xuất hiện nghĩa khác, vội vàng giải thích, ngày ban nãy Cổ Thương Võ Hoàng không phải đang đuổi giết ngươi sao? Nàng rõ ràng nhớ phải Cổ Thương Võ Hoàng là truy tung Tần Trần đi, hôm nay Tần Trần cùng U Thiên Tuyết lại an nhiên ở đây, ngược lại thì Cổ Thương Võ Hoàng không thấy. Tần Trần cười, ở ngươi là nói Cổ Thương Võ Hoàng a, hắn lúc trước lấy không được bản thiếu, sở dĩ đi. Đi. Chu Chỉ Vi khó có thể tin, nàng xem mắt bốn phía, chỉ thấy ở đây vừa mới như là trải qua một hồi chém giết, khắp nơi đều thấy nổ tung núi đá cùng cây rừng, chẳng lẽ nói Cổ Thương Võ Hoàng rõ là bởi vì lấy không được Tần Trần mà rời khỏi. Hí. Này Tần Trần đến tu vi gì? Nàng không nhịn được khiếp sợ. Tuy là nàng đối với mình rất có lòng tin, có đối mặt Cổ Thương Võ Hoàng bực này cường giả, vẫn là trở nên hoảng sợ. Nếu là Chu cô nương không có chuyện gì nói, Tần mổ trước hết cáo từ. Tần Trần lôi kéo U Thiên Tuyết, xoay người liền muốn rời đi. Chậm đã. Tần Trần xoay người, nghi ngờ nói, không biết Chu cô nương còn có gì chỉ giáo. Chu Chỉ Vi do dự một chút, cắn cắn môi nói, nơi đây thập phần thần bí, lại nguy hiểm trọng trọng, Chỉ Vi muốn cùng hai vị kết bạn mà đi, chẳng biết có được không. Nàng vừa nói, một bên đi tới trước. Nàng cũng liền theo thông lệ hỏi thăm một chút, giống như nàng đẹp như vậy người, mà lại là Phiêu Miểu cung đệ tử, ai sẽ cự tuyệt đây. Nào ngờ Tần Trần lại cười rộ lên, Chu cô nương, thật sự là xin lỗi, ta và Thiên Tuyết còn có chuyện quan trọng xử lý, có lẽ không cách nào cùng Chu cô nương cùng nhau, Chu cô nương, có duyên phận tái kiến. Nói xong, Tần Trần lôi kéo U Thiên Tuyết, bay thẳng lướt lên, liền đầu cũng không quay lại một cái, chỉ để lại Chu Chỉ Vi một người lẻ loi tại trong núi rừng. Này Tần Trần, tức chết ta. Chu Chỉ Vi dậm chân một cái, tức khắc tức đến khí sắc trắng bệch. Vũ vực Phiêu Miểu cung sau, nàng coi là mình đời này rốt cuộc không cần chịu Tần Trần tức, không nghĩ tới căn bản không biến. Hừ. Chu Chỉ Vi tức giận, nhưng mắt nhìn bốn phía, vẫn còn có chút hoảng sợ xa xa đi theo Tần Trần. Nơi đây quá nguy hiểm, nàng mặc dù là Phiêu Miểu cung đệ tử, nhưng độc thân lạc đàn dưới tình huống, không bài trừ sẽ có người bí ẩn.